Tại vì bên đây ấy, làm áo dài cho làm áo vest cho con từ xưa giờ nên nói may cái là người ta may đúng form luôn. Có đẹp nha, đẹp lắm. Dạ. Có ngực không á? Bỏ đi. Cái chín là tao đang nói là cái chín đẹp trai. Tao làm quá biết kìa, tao giống cô dâu vậy. Có ai mới là nhân vật chính gì trời? Đây, đây là cô dâu chú rể nè. Chú rể cô dâu nha. Chụp nè. 1 2 3. 2 3. Vô nữa. Hôm nay thì cô Dung đến để mà dự lễ đính hôn của Hà Chí Quang với lại Thanh Đoàn. Nhưng mà tại vì là do cô Dung đi tập kịch á, cho nên không có xuống dưới Đồng Tháp được, chỉ xuống tới đây để đưa để tiễn đính hôn, xuống hầm đính hôn nha. Rồi có ơi. Vô đây quay chân chưa? Nhà của ông Quang, đợi vô đây con. Đi đâu trước này được chứ. Đẹp quá, tà hoa hồng màu trắng không ha. Quang đang trên lầu à. Ờ, bữa nay đi xuống không được. Đẹp quá. Ý là hôm nay mới là lễ đính hôn nữa. Hello. Anh Vũ nhỏ con nè. Vũ mà nhỏ con, trời ơi, tự tin quá. Tôi nghi là chật mắt. Có quá, có lấy chật mắt tắm cho đẹp quá ơi. Không thì mình cãi nhau quá. Vừa. Nhưng mà Vũ bo đi. Còn dễ cười. Vũ bo đi. Trời ơi, bà nhỏ hơn á. Anh Vũ đó bà, anh Vũ cao hơn, qua chỉ cho ta. Cao hơn đó bà. Con mang người dài á. Hả, Vũ nói gì, Vũ mang giày độ. Mọi người ơi, quay nè mọi người. Thôi. Vũ mang giày độn. Không có đâu, anh Vũ độn ba độn trong già điểm thôi. Còn không có mang giày độn của em. Trong già mình nãy con biết không? Đã nè, tao phải mang giày độn. Đang quay xuống đây không hề có giày độn. Quốc đi đi giày đi. Tại con không có miếng độn. Đã tí tháo cái giày độn ra cho anh. Đợi giúp mình. Bữa nay má mặc áo dài cũng đẹp ghê chưa? Sao mày cho tao tí nào? Đẹp quá trời, đẹp quá trời. Sao cái dáng đẹp quá trời. Trời ơi, em xíu luôn. Còn áo dài này tí mấy biết mấy hộp dài không anh? Hả? Anh Bạch, anh Bạch. Ủa, anh xanh lầu kìa. Bắt đầu chưa? Giống mình giống quay nhạc xuân quá vậy. Giống nhạc xuân hả? Bây giờ đây là nhà của kép đẹp. Còn kép còn đào chính đây là kép đẹp, còn đào đào chính thì ở dưới Đồng Tháp nghe đó, đào chính là dưới Đồng Tháp luôn. Ờ cái nhà này thì nó chặt hơn của bên dưới kia phải không? Dạ được chưa? Trời lâu quá rồi mà mới gặp con á. Dạ từ ít lúc em đi khám thấy là khỏe. Mì cất độ cay được bao lâu rồi, nhiều rồi, bao nhiêu rồi? Được gần 100 cái rồi. Quốc Trường đó. Anh Thành Lộc mới qua ăn cách đây 2 ngày. Vậy hả? Dạ. Bây giờ là Trường Thịnh thấy Quốc Trường rồi, Quốc Trường hết cửa vậy đi. Ô anh về Thiên Đăng rồi. Ủa giờ ai bên đó? Đông lắm con. Đông. Ừ. Thiên Đăng là xin đang chờ đông, đang chờ vé nè, đông quá đông. Nô, trời ơi thương lắm nha. Đông quá. 4 giờ sáng là bà con đứng xếp hàng để 11 giờ xin vé. Sao mà dữ vậy ta? Không tin luôn, không tin luôn. Để cái vợ dán hương mà mấy tháng trời rồi đó. Không phải Trường Trường. Biết sao Thiên Đăng từ lúc sao mà em về mới giết lên đây luôn. Cậu về của tôi nè. Nó không có đi xuống dưới. Sao vậy? Thả bữa nay là lửa chạy sân khấu. Sao kêu chạy được rồi? Không được, bây giờ nó chỉ cho tôi bữa. Chạy là phúc khảo. Chạy để ngày mốt phúc khảo. Ồ, chạy thôi mà. Nhưng mà chỉ có được 2 ngày chạy sân khấu thôi. Mấy bữa nay đâu được lên sân khấu đâu. Tập ở nhà. Có gì vậy? Ở nhà. Sửa giờ luôn 5-10 lần đó. Sao cái bò áo giống cái... Không biết đâu.
Ngôi nhà nhỏ màu trắng. Ở dưới rộng hơn nhiều, ở dưới rộng màu đỏ được rồi. Hả? Anh quan dặn vậy đó, làm gì làm nhé, thấy màu đỏ nha. Sao? Đâu có, tôi đâu có dặn thấy màu đỏ đâu, con coi mặt. Cái này là mai hả? Dạ mai. Đây, còn dưới là... Tại vì bên đây làm áo dài cho, làm áo vest cho con từ xưa giờ, nên nói may cái là người ta may đúng form luôn. Có đẹp, nghe, đẹp lắm. Có ngực không mấy? Bỏ đi. Cái chín là ta đang nói là cái chín đẹp trai. Ủa mà sao mà quan cho hình nó đẹp quá bài đúng không? Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Trong mình quá nghĩ nó đẹp hơn mày á. Ủa nó nghe là đừng có mắc kiếm. Say má. Giờ giống nhân chơi quá à. Có tại chưa có make up á. Ủa trời, phải make up đó hả? Còn đâu biết đâu. Nó không tự má líu lưỡi gì con. Má diễn viên kịch mà sao má líu lưỡi được. Má líu lưỡi. Líu lưỡi rồi. À, mình cần sao liếu được? Tại con đi đâu có liếu. Con Quỳnh Quý. Có liếu á, thì người ta là cố tình người ta liếu. Đó, thấy không? Đó là cái nét diễn liếu của người ta. Chứ diễn viên kịch làm sao mà liếu được. Nè, ân Trường á, có một lần á, ổng quên diễn, ổng quên là hôm đó có lịch diễn, ổng đi quay với Vũng Tàu đó, nghe, ổng đi quay với Vũng Tàu, đợi tới 8 giờ ổng chạy về mà sân khấu đợi, mình lấy đủ một thứ lý do á, lát cuối cùng ổng chạy về, đâu có chạy về kịp không con? Quên lúc đó luôn. Chạy về không kịp, cuối cùng phải ra nói thật để trả vé lại. À, có một lần trả vé, quay Đà Lạt. Nó đâu có biết lịch, quên lịch. Bị quên lịch. Công nhận khủng khiếp thì chứ, quên. Vậy hả? Bây giờ là xin lỗi chưa? Rồi, nó... Trời ơi, quýu luôn, xanh mặt mày luôn. Vậy hả? Trời trời sợ muốn chết. Đi đi cáp á hả? Dạ. Nói chung là lúc đó là không còn linh hồn. Phải đền chút sao? Thôi, nghĩ là ai thế kìa. Ủa, ai thế được cái chính mà. Chết. Rồi, hỏi tới đâu rồi mới biết là ủa này diễn hả? Luôn. Anh Cường á, anh Bảo Cường không? Anh Bảo Cường anh gọi anh hỏi Trường ơi chuẩn bị đi chưa? Có trách nhiệm ghê luôn á. Bởi vì thiếu trách nhiệm nặng. Thật sự là lúc đó em chạy xôn lần 3 phim. Lúc đó cái đầu của em nó bị quá tải. Cái thời bào. Đó cái lỗi của mình không có đổ thừa. Còn bây giờ là hơn 1 năm đóng con phim mà. Ủa ai mới là nhân vật chính gì trời? Đây là cô dâu chú rể. Ủa tài đâu? Đang đợi xe má ơi. Ủa sao nãy xuống tao tưởng Quỳnh Quý. Có Quỳnh Quý đó phải không? Vàng đưa xe rất là nhiều nha. Vàng đưa xe là khủng khiếp quá. Lá không biết ở dưới Đồng Tháp lá đậu để xe không? Ủa má không đi mà. Ủa anh Trường nè. Ủa gì vậy? Ủa? Con nói nhìn ra con nhìn má à. Con nhìn má à. Nhớ nhớ người luôn á. Xe lệ lắm. Từ ngày nó có chồng rồi nó không dám ngó thằng nào nữa hết á. Đúng rồi. Giờ con chỉ được nhìn thằng Hùng tới rồi. Cái lô chi xui. Xui nãy mặc đồ đẹp vậy. Mày nói mày kêu tao làm gì? Chi xui. Kêu cho quen mấy con lái hồi xuống đó tao kêu lùm la nó lộn xộn. Má đâu đi con. Ở đâu đi? Bởi con xuống con kêu lộn xộn ở đâu đi? Ủa đâu qua mà kêu má dơ về được má? Hả? Bị qua tới đây rồi mà không đi xuống Đồng Tháp. Má đi tới đây là cái đừng điều... Đừng có giỡn nha! Thiệt, đừng có giỡn như vậy nha, không có vui đâu. Tôi làm lớn chuyện rồi lên đó. Má đi chứ ai chơi vậy? Má sân khấu rồi, má kẹt rồi. Đi về sớm mà. Nhớ một lát nè, ta mặc một lời nha, tôi gọi cháu nằm gọi. Một lát hiền có trách nhiệm, má sẽ nghĩ chỗ đó hiền có trách nhiệm gửi áo nằm đỏ cho Hồ Bích Trâm nha. Nếu mà có quên, con Trâm nó không có áo đầm nó mặc là cho này nha. Đó. Cho em á, gì tự nhiên bắt gì vô em. Đấy thôi đưa 500 chơi. Để chuyển nhà đi mới mà. Lân nhân. Ồ, để phụ không ta? Để phụ. Để phụ hả? Để phụ để dễ vậy. Ai cũng mang hệ đó. Mình tháo ra đi. Đâu có đâu cái gì.
đó, người yêu chưa bao giờ cưới tôi. Ê, hai đứa mình cặp đẹp đôi quá, hai đứa mình đẹp đôi quá. Ủa, cô Quy cũng có vợ mà. Quá có vợ bông măng rồi bé như vậy hả? Bình thường mà. Bình thường mà. Có vợ mà. Trời, ai có cái điều luật nào? Ủa, đồ, đồ, trường chưa có vợ nè. Má bưng mười mấy người trong ngày á. Nói. Bắt đầu giờ nghề là bưng mâm tới giờ luôn á. Quang nói không biết nhân là kìa. À, để có mặc được không? Chắc mà không vừa đâu. Nếu mặc vừa thì đỡ luôn. Có kêu là mặc đồ này. Anh Vũ nhịn ăn nhịn uống mấy mình ấy chưa tháo áo trong ra rồi mặc. Biết đâu đúng không em? Nguyên Vũ body đẹp được ha. Dễ phụ ok mà body dạo này cũng ok quá vậy. Không được, hồi nãy là Hà Chí Quang kêu đàn trai hả, mà bây giờ mình vô đâu được con. Bây giờ người ta đang hợp kính đúng không? Bà vô được phải không có? Bây giờ mình nè, bà có nha. Hợp kính chuyện gì vậy? Sao? Hợp kính chuyện gì? Hợp kính đâu, chơi cái phòng tập trung. Trời ơi. Để trong vàng nữ trẻ đẹp. Anh Mên, anh Mên, anh Mên phía đây. Gì có trước đó. Trời ơi dốc quá con ơi, cái chỗ này cái chỗ này. Thật ra là nó không có dốc lắm, nhưng mà vì người ta mang đôi giày tốt hay cho nên người ta hơi hơi bị lệch. Quá đào vô em là đào. Ai nói có mì em mời nha. Ai chọn đào? Có ai chọn đào xanh không? Đúng rồi, đi qua. Ai chọn đi? Bây giờ nào? Bây giờ con đứa là con lấy luôn đi. Ê, con quay phim nữa kìa. Bé quay phim nữa. Con bé vậy. Ủa, con cuối cùng em hay sao? Em làm ngoài sổ rồi. Đỏ giùm tôi đi không ạ? Đỏ đào, đỏ đào. Tại sao vậy? Tôi kêu trà đào mà đem trà tiếp qua năm vô đây chị. Tôi đâu có uống tiếp qua năm. Vậy đó hả? Đóng kìa kìa. Nấu hơn ngọt luôn á mọi người. Thì đó mở cửa ra rồi đó. Hốt đâu cần nó trời ngọt. Cả nhà ơi. Lui luôn cả nhà ơi. Cảm ơn chị. Hay chưa? Hay chưa? Dạ cực bẩn chưa? Mày ngầu lên, mày ngầu lên. Mày ngầu lên. Mặt ngầu lên, đừng nói chuyện nữa. Không nhớ hỏi hỏi. Tôi với cô lỡ tôi đúng không? Lỡ tôi đúng không? Thôi được rồi. Bởi vậy hỏi đi. Cười. Lúc đó ông lấy làm ba má rồi. Ba má của anh luôn á. Rồi. À, chú lại đứng giữa giùm em nha. Mình chia đều hai bên giùm em ạ. Lấy chân nha anh ơi. Dạ. Mình lấy chân nha. Anh Tài nè. Dạ em đây ạ. Cuối cùng là quan đứng trên cao, nó mới cao hơn tụi nó. Mọi người lấn sóng chú rể quá. Em trước nha. 1, 2, 3. Hụt lại anh ơi, anh ơi. Trời ơi, ok, chào. Trời ơi, trời ơi, những thành viên mang giày độn nè. Các bạn để ý nha. Nguyên Vũ. Với lại là có. Lỡ anh đi vào em nghe có không có được gì. Bên đây qua, bên đây qua. Bên đây qua. Mang giày độn luôn. Dạ không có. Em đã Nguyễn Đạt mang giày độn luôn. Căng nhất. Vô cao thôi. Rồi, đi anh trường ơi. Yeah. Dạ rồi. Để đính chính những cái để đính chính những cái thông tin thất thiệt này, mời mọi người cởi giày ra. Con Dung rất nể anh Tài. Quốc Quy, Quốc Trường không mang giày độn. Còn toàn bộ là giày độn hết. Hài Thí Quang thì đứng lên trên cao. Con đâu có độn giày đâu. Không đưa lại đây nè. Chứ ai chạy ra đây. Còn không có độn nó tự cao. À giày tự cao. Đàn ông con trai là mang giày cao 5 thân là tự cao. Giày đôn chứ không phải giày độn. Anh chụp với gia đình nha. Không có giày phủ nha, không có gì nha. Quỳnh Quý đổ trong 3 phân, ở ngoài 5 phân.
Tội nghiệp lắm, như bị tập vậy, tại đi cái thế này mười mấy năm nay rồi đó. Cũng ai là ba thằng đứng ngay độ cao, đứng bên này chứ không đứng kia, tội nghiệp tụi nó. Phải nghĩ cho cái đội hình nó đẹp nó đều chứ không có gì hết á. Nghĩ cho anh Quang nó đều. Ê mà điều thiệt, ba đứa mang ngay độ bước qua bên, ba đứa cũng mang ngay độ bước qua. Quá đi. Vậy đi. Kéo kiếm mấy chút đâu mà chảy được đó. Sao keo màu trắng là sao? Sữa. Da nam đẹp rất là đều, rất đẹp tự nhiên không phấn son gì hết. Ê mà được cái danh nam mà cái mặt tự nhiên hết luôn. Mặt tự nhiên. Mặt tự nhiên không? Mặt tự nhiên không? Mặt không ai sửa. Mình chia sẵn rồi. Nè, ba bạn không động tự nhiên thì một bên không động tự nhiên rồi đó. Mà hồi nãy thằng Quý lên nó còn dậm phấn nữa. Ba đứa bay là cao đều không độn nè, không mất cấp. Mà không mất cấp luôn. Nhìn là biết là không mất cấp liền. Không mất cấp luôn. Nhưng mà có cây tấm lá. Em đi ra đây. Tại sao mọi người nói rằng em của tôi mến cấp? Cái mặt nó có mến cấp. Mặt mọc. Em chống nắng mọi người. Mặt mọc. Cái mặt này là cơ địa. Cái này là cái phim cơ mọi người có trang điểm thôi. Chắc áp thôi. Đó này mặt mọc của em. Cơ địa em thì nói vậy đó. Mọi người nghe câu mặt bún ra sữa chưa? Đang sữa em đang chảy trên mặt. Mày là sữa mặt ông chúa gì mà vàng khè vậy? Mặt mặt. Chậm mồ hôi ra hơn. Mặt mọc. Mặt mọc. Chậm mồ hôi ra phấn. Hồi nãy thì lúc mà ăn mừng với là anh Quang thì cái phấn của Quang nó nhảy qua mặt em chứ có gì. Chỉnh chu lắm. Nguyên Vũ không mất cấp. Nguyên Vũ. Trắng sẵn. Nguyên Vũ rồi. Tin nha. Từ tươi nào một tấm nè. Dạ rồi.